Nó có nhiều để đối người là có là đối thủ hay có nhiều các cái tác phẩm mà mình có thể phân tích ở độ sâu không? Em nghĩ là có những cái tác phẩm mà mình nghe một vài câu nhất định trong đấy là mình có thể cảm nhận được là cái người sáng tác ra câu đấy họ có cái chiều sâu, họ có cái ẩn ý, họ có những cái lớp nghĩa để khán giả không cảm nhận được luôn, phải đăm chiêu, họ phải phải nghe lại họ mới cảm nhận được. Đấy là cái mà em nhận thấy hiện nay là ở ở thị trường Việt Nam đã có rất nhiều rồi. Bài gần nhất mà em có thể đo được cái độ sâu đấy là gì? Em nghĩ là cái bài gần nhất em cảm thấy ấn tượng thì là bài Lối Nhỏ của Đen.